Hai xã ở Thừa Thiên Huế báo cáo khoản tiền từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Ngày 9 tháng 10, ông Trần Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác nhận, sau khi nhận công văn của Bộ Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã làm báo cáo gửi Bộ Công an các chứng cứ, tài liệu về việc phát, cấp phát quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn xã vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. Theo ông Cường, trước khi đoàn từ thiện về Quảng Thọ, họ có liên hệ và nhờ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để thành lập danh sách hộ dân nhận quà. Tại buổi trao quà từ thiện, vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh bỏ ra 4 cọc tiền 2 tỷ đồng trước sự chứng nhận của đại diện chính quyền. Sau đó họ đưa số tiền trên cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để kiểm tra lại trước khi phát. Sau khi phát, xã kiểm tra lại số dư và xác nhận vào giấy là đoàn đã trao 1 tỷ 965 triệu 500 nghìn đồng cho 1.959 hộ của xã. Theo ông Cường, trong quá trình phát, vợ chồng Thủy Tiên đã trao theo cảm tính, có người 1 triệu đồng, người 2 triệu đồng theo hoàn cảnh. Ông Đặng Ngọc Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng An, huyện Quảng Điền cho hay, đơn vị có nhận được công văn của Bộ Công an về việc làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn. Xã Quảng An đang làm báo cáo về quá trình trao quà từ thiện của nữ ca sĩ và đầu tuần sau sẽ gửi Bộ Công an. Tại xã Quảng An, đoàn từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đã trao 2 tỷ 616 triệu 500 nghìn đồng cho 2.632 hộ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Sau khi trao quà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quảng An ký văn bản xác nhận số tiền trao quà và gửi thư cảm ơn đoàn từ thiện. Ông Phan Cảnh Ngưu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, cho biết cơ quan này chưa nhận được công văn của Bộ Công an đề nghị cung cấp chứng cứ và tài liệu về việc phát cấp quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện trong đợt mưa lũ cuối năm 2020. Tuy nhiên, ông Ngưu xác nhận huyện này có hai xã là Quảng An và Quảng Thọ nhận được công văn của Bộ Công an về sự việc này. Vì đoàn từ thiện làm việc trực tiếp và nhờ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã lập danh sách người dân nhận quà. Theo ông Ngưu, trong đợt 1 tháng 10 năm 2020, đoàn từ thiện của Thủy Tiên về huyện Quảng Điền để trao quà nhưng không thông qua tổ chức nào. Họ về trực tiếp xã Quảng Vinh, thị trấn Xịa và xã Quảng Phước. Sau đó, ông đã báo lên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đoàn từ thiện của Thủy Tiên tự phát không thông qua cơ quan chức năng. Ông này cũng khẳng định không ký giấy xác nhận cho đoàn từ thiện của nữ ca sĩ. Còn vào đợt 2, ngày 20 tháng 11 năm 2020, vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên trực tiếp và nhờ hai xã Quảng An, Quảng Thọ lập danh sách hỗ trợ lũ lụt cho người dân. Sau đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hai xã mời bà con đến nhà văn hóa để trao quà trực tiếp. Tổng số tiền mà đoàn đã trao ở xã Quảng An là 2 tỷ 616 triệu 500 nghìn đồng, ở xã Quảng Thọ là 1 tỷ 965 triệu 500 nghìn đồng.